Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay Vít Mặt sẽ mang đến thông tin cực hot về du lịch biển Sầm Sơn đây ạ. Năm nay, Sầm Sơn sẽ tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2019 sớm hơn mọi năm. Đó là vào ngày 13 tháng 4, trùng với dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch. Thời gian trùng kỳ nghỉ lễ nên chắc chắn giới trẻ sẽ rất hưởng ứng sự kiện này. Dự kiến, đêm khai mạc sẽ có màn bắn pháo hoa tầm khoảng 15 phút tại bãi B Sầm Sơn. Sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới hấp dẫn như khai trương tuyến phố đi bộ và chợ đêm tại đường Tây Sơn và đường Thanh Niên. Tối ngày 13 tháng 4, trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra chương trình thắp na văn đường phố tại đường Hồ Xuân Hương. Đặc biệt, Sầm Sơn sẽ tổ chức lễ hội tình yêu hòn trồng mái. Đây là sản phẩm du lịch hoàn toàn mới lạ lần đầu tiên được tổ chức. Hòn trồng mái nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa danh thắng núi Trường Lệ, được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 1962. Địa điểm này gắn với truyền thuyết về một mối tình chung thủy, khát khao hạnh phúc, được sống trong tình yêu của đôi trai gái hoa đá. Hãy dành thời gian đến tham dự lễ hội để hòa cùng không khí sôi động chào hè năm 2019 các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!